ta thuở nhỏ đã biết tên của ta, tên nguyên bản của ta, tứ giả. Bọn họ từ nhỏ gọi ta là A giả, ta cũng thuận thế đáp ứng. Nhưng phía sau, mục đích của bọn họ bị ta xé mở thấy được. Sau đó tôi không được khỏe. Chương 1 Giỏi thay đổi, ngồi thứ nhất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Quyển sách nội dung vở kịch tương đối hiếu kỳ, hắc ám. Nhân vật chính không phải người nhân vật chính tên gọi tứ giả, giám hộ cùng những người khác gọi nhân vật chính A giả là phục bút. Một quyển bách hợp hướng. Không thích có thể trực tiếp tránh sắm xét. Nội dung vở kịch sau này nói thế nào cũng sẽ có chút ghê tởm. Nhắc nhở qua đi thì không thể cho tôi bình luận kém nha. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Tứ Giả, một quái vật tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Từ nhỏ đã sống trong phòng thí nghiệm ở tầng hầm ngầm này rất lâu, không nhớ rõ lắm, ước chừng có mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí là hơn vạn năm tôi đối với thời gian cũng không có khái niệm chỉ cảm thấy thư thái tự do tự tại là có thể thỏa mãn tôi cho nên ta cũng sẽ không đi tự chút lấy cực khổ tất nhiên ngoại trừ một số trường hợp cụ thể trước tiên giới thiệu theo thứ tự một chút đi người giám hộ của ta từ nhỏ đem ta nuôi ở bên người ca ca của ta tu lý khoảnh khắc có ký ức về anh là lúc tôi còn nhỏ đánh nát mô hình của anh anh ông tôi cười cứng ngắc nhìn xúc tu vương ra phía sau mô hình trên mặt đất quét dọn hiện trường mà bàn tay của anh đặt ở trên lưng tôi nhẹ nhàng trấn an tôi a à, giả không sợ chỉ là một mô hình anh trai sẽ không làm gì em đâu thôi đi so với bây giờ chênh lệch rất lớn tôi còn nhớ rõ lần vừa mới trưởng thành hắn ấn tôi ở trong phòng huấn luyện đấm mạnh như thế nào xúc tu quấn quanh cơ thể tôi làm cho tôi không thể động đậy tận tình đánh tôi hiện tại vẫn đánh không lại hắn nhưng ta không phục anh trai tôi suri một người đầy thú tính một kẻ cuồng bạo bạo lực một kẻ thích mô hình và thí nghiệm một kẻ điên cuồng vì nó anh trai tôi lớn lên cũng tạm được một đầu tóc dài màu trắng hình thể nằm giữa nam nhân và thiếu niên quanh năm ở vào khu vực âm u cũng chính là tầng hầm mà chúng tôi sinh hoạt vì vậy làn da trắng và có một loại trắng bệnh lý để so sánh chị gái tôi sữa thuốc lá buổi tối thì tương đối an toàn còn cô một bộ dáng lạnh như băng áo bơ màu đen là sở thích của cô cô thích thí nghiệm cơ thể sống thích thao tác trong cơ thể sống ta cũng bị làm qua bất quá nàng cũng may cho ta tiêm thuốc tê nếu không lại là đau chi oa kêu loạn còn cô ấy tóc mai dài đến ngực tóc trên trán hơi rối tung màu da của cô ấy không giống chúng tôi là một loại màu xám trắng hiếm thấy ánh mắt cũng là màu tím sậm hiếm có cả người thoạt nhìn âm trầm bất quá nàng rất tốt ngoài việc thích làm thí nghiệm trong cơ thể sống thích nhất là quan sát sự phát triển của sinh vật tinh thần nàng ổn định là nhân vật chủ yếu đối phó với đám nhóc con phản nghịch chúng ta thủ đoạn đối phó với chúng ta trong tay nàng rất nhiều cũng rất tàn nhẫn trong trí nhớ sâu nhất vẫn là đoạn ký ức gia toàn thân bạc phi lợi tư bị lột xuống gân bị cắt đứt còn bị rút ra Ngoại trừ anh chị em, còn có mẹ của chúng ta. Nàng tên là Mục Nguyên, là một người rất hiền lành. Ngoại trừ ca ca tỷ tỷ, còn có một thúc thúc cùng thẩm thẩm, bất quá lai lịch của bọn họ ta hiểu không sâu. Chỉ biết chú là một tên cùng bạo lực, thím là một lão hồ ly. Ngược lại, tôi thích một bà mẹ chưa lột bỏ lớp ngụy trang. Tôi hiểu, không ai có thể tin ở nơi này. Cho dù là anh trai và chị gái tôi bọn họ tốt là thật thủ đoạn tàn nhẫn cũng là thật bọn họ giống như một cái vỏ rỗng chỉ có hành động không có tình cảm đối với tôi và ban đầu trẻ con bây giờ đều là như thế vòng cổ trừng phạt trên cổ tôi cũng xuất phát từ tay họ rất thần kỳ một bên làm người giám hộ trách nhiệm một bên tận tình phóng thích chính mình vi phạm sao một chút nhưng không nhiều lắm nuôi dưỡng hài tử có chút giống như nuôi chó nuôi lớn liền chơi thậm chí vì mục đích có thể hành hạ đến chết một hài tử. Khi chúng ta không có giá trị, chúng ta trở thành những đứa trẻ bị bỏ rơi. Loại hành vi này không có vẻ đường đột trong phòng thí nghiệm này. Bởi vì trước khi chúng ta ra đời, đã có tiền lệ. Giỏi thay đổi hai, ngôi thứ nhất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Có rất nhiều kỷ niệm giữa chúng. Đáng nhớ cũng rất nhiều. Họ giống như những người diễn xuất giỏi nhất, diễn tả tình yêu mà họ dành cho chúng ta. Khi còn bé, tôi ham chơi, dùng năng lực của mình chạy ra ngoài. Khi đó bên ngoài, quái vật hoành hành, quái vật dị dạng muôn màu ở bên ngoài tùy ý phát tiết bất mãn của mình. Thấy được một con ta nho nhỏ bên cạnh bọn họ, thân hình bọn họ dừng lại, sau đó tứ chi vặn vẹo thét chói tai hưng phấn chạy về phía ta. Sau đó, thân hình của ta cao lên, ông ta vào trong ngực chính là ca ca tu lý vừa vặn tới hắn tay trái ông ta, tay phải vỗ nhẹ đỉnh tóc của ta. Tốc độ nói của anh chậm chạp, nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ trí nhớ dài, tiểu A giả. Vô số xúc tu từ trên người của hắn phân liệt, biến lớn, duỗi dài, cuốn lấy quái vật trên thân thể không ngừng nghiền ép. Tôi nghe thấy tiếng chân tay bị vặn vẹo hơn nữa, tiếng những xúc tu khổng lồ liên tục săn lùng trên mặt đất. Sự phấn khích thúc đẩy thần kinh của tôi, tình cảnh trước mắt và cảm xúc đang bóp méo não tôi hơn nữa. Nhưng, ca ca tu lý ông ta xoay người, miệng an ủi không ngừng, nhẹ giọng nhỏ nhẹ. Bốn phía chính là ánh trăng chiếu khắp mặt đất tình cảnh, trắng noạn ánh trăng tại vết chóc trong máu càng dễ thấy. Ta bị ông vào trong lòng, không thấy rõ hắn bị ánh trăng bao phủ. Không phân biệt được cảm xúc của hắn. Tôi là một trong những đứa trẻ lớn nhất, năng lực cũng cao hơn chúng cho nên ta được yêu thích nhiều hơn bọn họ, dẫn đến số lần đánh nhau với bọn họ cũng càng ngày càng nhiều. Nói đến như thế, phải nhắc tới bạc phi lợi tư, đối thủ từ nhỏ của ta. Cô cao gần 2 mét, mái tóc đen hỗn độn không thường xuyên xử lý nhưng cũng không khó coi. Chịu ảnh hưởng của người giám hộ, đám hài tử chúng ta, nhàn sắc không có một đứa nào thấp. Cô quanh năm đều là một biểu tình, ánh mắt buông xuống phía dưới, nhưng cô cười rộ lên ngoài ý muốn câu người giống như một thợ săn nhìn thấy con mồi, trong mắt tràn ra hứng thú và chiếm hữu con mồi. Thứ hai, cô rất cẩn thận. Cô rất cẩn thận, rất cẩn thận. Lần có thù với cô, nhớ không rõ lắm. Chuyện khi còn bé, ước chừng chính là lúc huấn luyện. Ta đem nàng phản sát đi. Thật xấu hổ, khi còn bé đánh bại người ta còn muốn trào phúng một trận. Sau đó đánh vào mông người ta một lần. Chị gái nói với tôi như vậy thật xấu hổ, lại mất mặt. Về đoàn chủ lực của đám nhóc con chúng ta, ta là lão đại. Tiếp theo là một cái 1 mét 5 tiểu lô ly A Nguyệt Thất, năng lực của nàng là biết trước. Bất cứ sự vật nào tồn tại nàng đều có thể tiến hành dự đoán. Một người phụ trợ vì sao có thể xếp thứ hai chiến lực của chúng ta chứ? Mấu chốt chính là nàng có thể đem sự vật dự đoán diễn dịch ra, dùng bản thể làm nút thắt, sau đó thông qua tiến hóa bộ vị thân thể để cho sự vật dự đoán thực thể hóa. Ở đây có một điều kiện hạn chế, đại não bình thường phải ở trong giai đoạn trống rỗng, có đủ thời gian điều chỉnh, nghỉ ngơi, nếu không trong lúc chiến đấu sẽ dẫn đến giá trị mệt mỏi, suy bại, của đại não quá nhiều, xuất hiện các đứt sẽ dẫn đến đại não sụp đổ. Cho nên nàng cả ngày ngơ ngác, thoạt nhìn rất ngốc. Bạc Phi Lý Tư là thứ ba, năng lực là tồn tại một loại thực lực của nàng do trong thế giới sở hữu chỉ cần nàng ở đây có dấu vết của nàng sẽ xúc tiến lực lượng gia tăng đại khái chính là như thế chi tiết ta cũng không biết dù sao ta cùng tên biến thái này là đối đầu một mất một còn năng lực của người sau này ta ước chừng đã quên chỉ nhớ rõ người tương đối có thể cùng ta vượt qua mấy chiêu làm bản thể vi thú chúng ta cũng sẽ gặp tự nhiên động dục kỳ nói tới đây liền muốn đem tu lý kéo ra tiên thi một chút là người giám hộ tốt của chúng ta hắn tự nhiên cân nhắc đến chuyện thời kỳ động dục hơn nữa còn phát minh ra một thứ chuyên môn giải quyết thời kỳ động dục thứ này bề ngoài giống một cái ống nhưng dung lượng rất lớn tôi dùng qua một lần liền không bao giờ dùng nữa lúc nằm vào cần toàn thân trần trụi ta lúc ấy lơ đễnh cởi sạch sẽ liền lẳng lặng nằm một khoảnh khắc lạnh lẽo chạm vào não tôi tôi bị ngất trải nghiệm cảm giác thật sự trong ba tháng trong giấc mơ. Tôi đã trèo ra từ bên trong, tại sao vậy? Bởi vì không còn sức lực. Thật biến thái. Chương 3 Hồi ức 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tinh cầu khi đó a à, địa vực gập ghềnh mặt đất là cỏ dại hỗn độn, cùng các giả dạ thú tận tình tung hứng. Con quái vật có thân hình rất lớn, lớn đến hàng ngàn, hàng trăm mét, chúng vượt lên trên mặt đất và phá vỡ sự cân bằng nhưng bọn họ không biết tất cả đều ở trong hội ức ghi chép một sinh vật khác duy trì sự cân bằng và họ nhìn vào những sinh vật tàn bạo và bắt đầu cuộc đối đầu với chúng một năm mười năm trăm năm ngàn năm mãi cho đến mấy trăm vạn năm sau xương khô khắp nơi máu và đất đai gắn bó là sự tương phản cực lớn trong thị giác này cho nên lại qua mấy vạn năm thế gian này bên trong sinh ra mới sinh vật, số lượng thật đáng buồn, chỉ có 5 cái. Bọn họ được hậu nhân xưng là sơ đại, năng lực tại thế gian đỉnh cao. Cũng may tâm tình thiện lương, bọn họ chung sống hòa bình. Cho đến khi nơi này bắt đầu sinh sản mới. Khô một phùng xuân là thế giới này nên đón một lần thật lớn tẩy lễ, nó thay đổi một cái diện mạo, thực lực nâng cao một tầng, chủng loại bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ngàn vạn chủng loại vô số, bọn họ bắt đầu một vòng đấu tranh mới lại qua mấy chục vạn năm nhân loại hình thức ban đầu bắt đầu chậm rãi hình thành bọn họ bắt đầu từng bước tấn thăng dần dần nắm giữ bá chủ quyền lợi cho đến khi khoa học kỹ thuật phát triển bọn họ đã đặt song song với tự nhiên nhưng ngươi phải biết sự tham lam sẽ có trong mọi sinh vật một số nhân loại nhìn vào sách ký ức thời viễn cổ trong sách ghi lại phương pháp tu luyện của cổ nhân bọn họ bắt đầu chậm rãi học tập qua ngàn năm phương pháp tu luyện này đã được công bố trên diện rộng nhân loại đã mở ra hình thức tu luyện thực lực tổng thể và tuổi thọ lại từng bước đề cao trong tu luyện bọn họ nếm được chỗ tốt của tu luyện bắt đầu tấn công những vấn đề khó khăn khác đương nhiên quốc gia sẽ không từ bỏ khoa học kỹ thuật bắt đầu nắm lấy hai tay người tu luyện sẽ gia tăng tố chất thân thể cùng độ hoạt động của não bộ bọn họ phát hiện rất nhiều biện pháp những biện pháp này để cho toàn bộ thế giới có một toàn bộ nhảy vọt phát triển, đương nhiên, cũng có nang đề đang không ngừng tìm tới bọn họ. Bọn họ vì thế sức đầu mẹ tráng, nhưng cũng hưng phấn vì lợi ích sau vấn đề này. Con người rất thông minh, nhưng trên thế giới này không chỉ có họ đang tiến bộ. Hơn một hành tinh đang phát triển. Những năm qua, các loại trên hành tinh đã thay đổi rất nhiều. Trong tivi quái vật, chức nghiệp cũng đều ở trong hiện thực xuất hiện duy chỉ có phương pháp tu luyện là không giống nhau các loài ngoài hành tinh đã đến trái đất và họ đối đầu với con người nhưng cả hai bên đều gần nhau và không chiến đấu chỉ đạt được thỏa thuận và trao đổi thông tin có giá trị thực lực tổng thể của nhân loại không yếu miệng lệch đường tà đạo thực lực của bọn họ là không thể nghi ngờ nhân loại hiện tại nhân số ngày càng gia tăng khoa học kỹ thuật cũng đang không ngừng phát triển trải qua sự tiến hóa của tinh cầu thể tích đã mở rộng không chỉ gấp đôi. Nhân số toàn cầu đã có hơn 130 tỷ. Cộng thêm một ít giống loài, càng là vô số, dùng không cạn. Con người và các sinh vật trên trái đất đã hòa bình. Hôn nhân, về mặt pháp lý, sẽ có chỗ cho họ. Bất cứ nơi nào, đều là như thế. Nhân loại cùng bọn họ trò chuyện thật vui, gốc gác của đối phương đều biết không còn nhiều lắm. Nhưng cũng có những sinh vật là kẻ thù đó là một vương quốc oáp đan. Họ tự xưng là không thông đồng với quái vật. Chiến đấu với các sinh vật nhiều lần. Lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua, trên địa cầu lại tới một cái ngoại lai giống loài. Nhân loại cố gắng đàm phán, nhưng lại bị hành hạ đến chết. Chúng có hình thể to lớn, bề ngoài xấu xí, nhưng có thể nói tiếng người. Loại người. Hay là nói các ngươi vốn là nhân loại. Chương 4 Hồi ức 4 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ rằng thế hệ đầu tiên là mạnh nhất. Một ngày tốt đẹp là bắt đầu từ công việc hàng ngày của tu lý. Anh ấy thức dậy lúc 5 giờ. Kiểm tra phòng lúc 8 giờ. Giám sát thói quen hàng ngày của trẻ em. Có rất nhiều việc có thể làm trong 3 giờ này. Bước chân của hắn quanh quẩn trong hành lang u tĩnh, một bước lại một bước. Từng bước một. Trong hành lang tựa hồ chỉ có một mình hắn, nhưng tiếng bước chân lại quanh quẩn rất nhiều lần, chậm rãi, bóng người ở trong mặt trời hiện ra loáng thoáng hình dáng. Thân hình bọn họ tinh tế, toàn thân màu đen tự như nước chảy mơ hồ lưu chuyển. Hai mắt tu lý hiếp lại, đi trong hành lang này. Xuyên qua bóng tối. Người dậy sớm rất nhiều, bọn họ đều bận rộn chuyện của mình. Tu lý có lẽ là mệt mỏi, đến trung ương, an vị ở trung ương gian trên ghế. Đôi mắt anh thoáng nhìn, thấy tu vãn yên đang nghiêm túc ghi chép tu vãn yên hiện tại trước cửa kính khóa ở bên trong là một loại sinh vật cao dai nó là loại thần nhất một loại sinh vật có tính công kích am hiểu ảo cảnh tu lý nhấp ngụm trà nóng hổi trong ly ánh mắt chuyển qua danh sách công việc trước mắt cảm giác được đầu to hắn thoáng lật xem một chút bên trong ghi chép nhiệm vụ mấy năm gần đây cần các hài tử hoàn thành nhiệm vụ khó khăn không tính là lớn quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ huấn luyện những năm gần đây. Tu Lý thoáng thở dài, đưa tay xoa xoa mi tâm, nước trà nóng hổi không biết từ lúc nào đã tới tay Tu Vãn Yên, lúc này nó không còn bốc hơi nóng ra bên ngoài nữa. Tu Vãn Yên một tay đút túi, một tay đưa nước trà tới trước mặt Tu Lý. Nàng ôn nhu nói. Ca ca, lạnh một chút. Tu Lý đưa tay nhận lấy, cười nói một tiếng cảm ơn, cũng vỗ vỗ tóc em gái hắn lấy từ trong túi ra một thanh chocolate đặt trong lòng bàn tay em gái anh nắm tay em gái để cô cầm kẹo trong tay ở phía sau liền xoay ghế giữa một tay cầm trà một tay cầm danh sách tu vãn yên nhiên đầu chocolate trong tay còn hơi ấm mặt cô không chút thay đổi xoay người tiếp tục quan sát phải không bầu không khí rất kỳ quái trọng lượng của thời gian rất nhẹ nó trôi đi rất nhanh thời gian cũng đã tới 8 giờ. Tu Lý ngước mắt xác định thời gian, sau đó đứng dậy cầm danh sách đi gọi bọn nhỏ rời giường. Sau đó kết thúc bữa ăn. Auliet là đau đớn, đau đớn nhất đối với con người. Tu Lý ở trong hành lang gặp A Nguyệt Thất ở bên cửa sổ, A Nguyệt Thất hình thể rất nhỏ, ngơ ngác ngây ngốc. Nhìn bên ngoài như đang nghĩ gì đó. Tu Lý tiến lên, ông lấy mèo con nho nhỏ này. A Nguyệt Thất lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn Tu Lý cười ôn nhu. Cô ấy hơi hoảng hốt. Nhẹ nhàng nói một tiếng ca ca, buổi sáng tốt lành a. À. cò Cọ vào ngực Tu Lý, nhắm hai mắt lại. Tu Lý nhẹ giọng cười một tiếng, chậm lại bước chân. Kiểm tra phòng từ từ. Bọn nhỏ bây giờ đều còn nhỏ, đều là giai đoạn ấu tể. Nhưng hình thể của A Nguyệt thất tính là nhỏ trong một đám hài tử. Cả người thoạt nhìn có chút ngơ ngác ngây ngốc cho nên hai người giám hộ sẽ chăm sóc cô nhiều hơn những đứa trẻ khác một chút. Kiểm tra phòng đến lúc thứ nhất bên trong chính là tứ giả, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích làm ầm ý, thường thường lão đại đã sớm dậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tu lý mở cửa, liền nghe được một câu ca ca. cúi đầu, thấy được là vẻ mặt nghiêm túc tứ giả. Trên mặt tứ cũng là trẻ con mập mạp, làn da trắng nõn, sợi tóc màu đỏ cùng làn da trắng nõn phụ trợ lẫn nhau, hiển nhiên nàng rất có tinh thần tứ cũng ngoan ngoãn đứng ở cửa ở bên trong tu sửa một mét tám hiện ra một con nho nhỏ một tiếng ca ca lại vang lên ca ca hôm nay ăn cái gì tứ cũng ngẩng đầu cố gắng để tu lý tận lực nhìn mình tu lý lắc đầu xúc tu phía sau cúng lấy thân thể tứ giả đặt nàng ở bả vai của mình sau đó rủ rỉ nói đều có đồ mọi người thích ăn đừng lo lắng ăn không đủ tôi sẽ tiếp tục đi chuẩn bị Chương 5 Chính đề Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thời gian tốt đẹp, luôn thiếu hụt, tự như đoàn tụ giữa người với người bất quá mấy chục năm liền lại tách ra. Giữa các tinh cầu, bắt đầu giao lưu với nhau. Nhưng làm thế lực phía sau mạng, cả nhà bọn họ từ đầu đến cuối đều ở sau lưng thế giới tham gia các hạng mục công việc. Cho nên danh tiếng của tổ chức cũng rất nhanh bị đánh ra ngoài. Tinh cầu hiện tại, thế giới không có một cái nào không hiểu thiên nguyên, đây là tổ chức cấp dưới của tứ giả. Thiên nguyên thực lực mạnh mẽ, là tổ chức xếp hạng top 3, ngoại trừ nhân vật thực lực mạnh mẽ, mỗi người da trắng mỹ mạo, câu nhân tâm phách. Là tổ chức mà các cấp cao độc. Hôm nay tứ cũng dậy rất sớm, ngâm mình trong phòng tắm rất lâu, cô từ trong phòng tắm đi ra, toàn thân khoác một chiếc áo khoác mỏng manh. Đường công dáng người dưới ánh đèn có đường nét. Da trắng nõn, da trắng nõn giọt nước từ giữa tóc chảy qua từ đuôi tóc nhỏ xuống tóc đỏ là tươi sáng trong ánh mặt trời là ánh mặt trời nhiệt tình tứ cũng ngồi ở trên giường cầm khăn lông lau tóc cửa bị gõ vang đuôi tứ cũng duỗi dài theo mở khóa cửa lần nữa ngước mắt là tu lý đứng ở ngoài cửa quần áo của tu lý sạch sẽ cầm trong tay là một danh sách hắn đi vào trong phòng ánh mắt cũng không có liếc về phía nàng chỉ là đem danh sách đặt ở trên bàn nói. Phía trên nhiệm vụ, huấn luyện nhớ kỹ hoàn thành, đến thời gian ta sẽ tới lấy. Rời khỏi cửa phòng, tự giác đóng cửa lại, cửa phát ra một tiếng vang nhẹ, tứ cũng đứng lên đi tới bên cạnh bàn, lặng lặng nhìn nhiệm vụ trên danh sách, sau đó nghiêm túc mặc quần áo lên. Áo sơ mi nửa người trên, tóc tùy ý khoác ở phía sau, nửa người dưới quần dài màu đen. Cầm danh sách liền ra khỏi phòng. Người bên ngoài nhiều lên, là các vật thí nghiệm ở trong hành lang nói chuyện phím, trong mặt bọn họ có cười, trò chuyện vui vẻ, Tứ cũng có mặt, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía cô. Tứ cũng không sợ, ánh mắt khiêu khích nhìn bọn họ, bọn họ không rõ ý Tứ, cũng đều cúi đầu, Tứ cũng hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân đi ra bên ngoài. Nhiệm vụ như sau tìm kiếm một nửa thí nghiệm săn bò mang về chuồng săn dết 30 quỷ nguyên, mang về bổn tức. Tứ cũng thu hồi danh sách, giơ tay vỗ đầu người mấy một cái nhiệm vụ tiếp nhận mở ra đã nhận đang mở cửa chính tiếng máy móc chậm rãi vang lên một tiếng bánh răng chuyển động cửa lớn chậm rãi mở ra ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trong bóng tối bên trong sau đó a à, tứ cũng lại một lần nữa tới bên ngoài nhìn thời tiết bên ngoài tứ cũng hít sâu một hơi áp lực trái tim bị gió thổi tan một ít cô đại khái có chút mệt mỏi từ chỗ cũ không nhanh không chậm hướng về mục tiêu xuất phát, nàng thưởng thức gần xa phong cảnh, là nàng đã lâu không thấy qua cảnh sắc. Dù sao khoảng cách nhiệm vụ lần trước rất dài. Tại sao họ không nhìn thấy cảnh sát bên ngoài trong một thời gian dài? Quy tắc của căn cứ sẽ không để cho các nàng rời xa căn cứ. Ngoài nhiệm vụ được giao, mà tứ cũng các nàng đến tinh cầu khác ở trong căn cứ là có thể truyền tống. Khi đó bên ngoài đều là giả quái hoành hành khắp nơi nguy hiểm cùng khủng bố hiện tại a à, nhưng là một mảnh cảnh đẹp cùng bình thản bãi cỏ dưới chân mọc đến bắp chân màu sắc tươi mới là màu sắc xinh đẹp của thiên nhiên bầu trời xanh thẳm cũng là phong cảnh chưa từng thấy qua lúc này tứ cũng cảm giác mình giống như tự do một chút nàng cảm thụ được hướng đi của gió nhìn thiên nhiên biến hóa cực lớn tình cảm trong mắt là sự thay đổi không tự giác nhiệm vụ trên danh sách sẽ có chức năng theo dõi và bản đồ, mà tứ cũng đại khái chính là một người công cụ. Nơi này tuy rằng xinh đẹp, nhưng giả thú nguy hiểm thật sự là không ít. Họ ẩn mình trong thanh thản. Là uy hiếp cực lớn. Trong lúc thưởng thức cảnh đẹp, luôn luôn có giả quái quấy rối, bất quá, qua không được một chiêu, sinh mệnh cũng đã xói mòn. Tứ cũng cúi đầu tự hỏi vết máu trên người có chút buồn rầu biểu môi, đối với tu lý thích sạch sẽ, một thân này của mình không khỏi bị mắng tứ cũng đi ngang qua rất nhiều nơi có nhân loại phòng ở bất quá đại đa số đều hoang phế cũng không có bao nhiêu người ở còn có một số người mặc gầy cơ vàng hình thể nhỏ gầy rõ ràng suy dinh dưỡng bất quá tứ cũng không có để ý chỉ là đi tới chỗ mình làm nhiệm vụ người công cụ cũng sẽ đói cũng may tứ giả cũng ăn sống cũng không có bao nhiêu phiền toái chỉ có điều số lượng giả quái công kích trên đường hơi nhiều khiến tứ cũng nhận được một ít quấy nhiễu, nàng nhìn thịt trước mắt, không ăn, giống như có chút lãng phí. Chương 06 006 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đối với thức ăn trước mắt phạm vào khó khăn, suy nghĩ một chút sau đó trực tiếp buông tha. Tiếp tục đi về đích. Bây giờ mục tiêu nhiệm vụ không còn xa nữa. Vài phút sau, tứ cũng tới. Cô đứng trên đống đổ nát, quan sát giao dịch của những người bên dưới. Người bên dưới toàn thân lộ ra hơi thở màu đỏ, là hơi thở sau khi thường giết người mới có. Người trung gian được bao quanh bởi lính đánh thuê với súng. Còn có hộp đen bên cạnh. Tứ cũng ngồi xổm xuống, nâng cầm nhìn bọn họ, ánh mắt lại chuyển qua cái rương. Khóe miệng ý cười bị khơi màu, Tứ cũng vung tay lên, một con giả quái thật lớn từ trên trời giáng xuống, đám người lâm vào hoảng loạn nhưng lại rất nhanh khôi phục trật tự bọn họ đạn bắn giả quái trên da không có kết quả, đều bị làn da bề ngoài vỡ vụn ra. Nhân mã hai bên nhìn nhau. Súng bị vứt bỏ. Khả năng của họ được sử dụng trên những con quái vật hoang dã và tiếng cười tàn bạo phát ra từ miệng họ. Vũ khí và năng lực hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng trên người quái vật hoang dã. Giả quái phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn ở trong đám người sông mạnh đụng thẳng, kéo theo đám người kêu thảm thiết mà tứ cũng ngồi trên đống đổ nát ở chỗ cao nhìn bọn họ diễn tấu bản giao hưởng bi thảm sau đó đứng dậy từ trong cao ốc nhảy xuống mặt đất bị đập ra hố sâu lại một lần nữa kinh hách đám người có quy luật khói không tổn thương cho bụi tản đi là tứ cũng hai tay đút túi thân hình cô biến mất khỏi vị trí của mình làm tăng thêm sự bối rối của đám đông lão đại đám người được bảo vệ mồ hôi lạnh chảy ròng một câu nói từ sau lưng hắn vang lên. Đến soái ca, quay đầu, tứ chi của hắn cứng nhắc, hàng ý trùng kích đại não, hắn quay đầu mang theo kèm theo ngọn lửa đao, đem đao cắm về phía sau. Đáng tiếc. Đao bị tứ cũng nắm chặt. Dưới khuôn mặt hoảng sợ của hắn, thân đao bị gãy, sau đó cổ bị bóp mạnh, thân thể bị dơ lên thật cao, khi được dơ lên hắn thấy được một người khác bị đuôi cuốn thành cục. Lúc này, giả quái cũng bị các tiểu đệ vây công giết chết nó thân hình to lớn ngã xuống, lại đè chết hai cái vận khí không tốt tiểu đệ. Bây giờ sức mạnh thể chất của các tay đấm gần như cạn kiệt, họ cầm vũ khí và đề phòng cuộc đột kích của cô. Tứ cũng điên người trên tay, ánh mắt của nàng phiêu đảng trên người nhân loại. Nhìn người trên tay nàng cười nói. Đến, nói một chút một nửa vật thí nghiệm ở đâu. Lão đại sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt lại không nói. Tứ cũng có chút kinh ngạc, sau đó cười tươi sáng người trong tay bị nện vào trong thổ nhưỡng sau đó không để ý ánh mắt tay chân cô ngồi xổm xuống túng tóc lão đại kéo hắn ra ngũ quan của hắn hiện tại hoàn toàn thay đổi mũi chảy máu ra ngoài rầm rầm có chút giống vòi nước đang chảy ra ngoài trong miệng phun ra đại lượng máu theo miệng chảy tới cổ cả người thoạt nhìn cực kỳ bi thảm nhưng giống như cũng không có tác dụng a à, tứ giả tay bóp cổ lão đại ngón tay chống mở hai mí mắt của hắn nàng cười tươi sáng nhưng lại lộ ra nguy hiểm không biết tên. Không nói lời nào, phải trả một cái giá nho nhỏ nha, ta mời ngươi xem một chút, trò hay. Ánh mắt lão đại đối diện các tiểu đệ, hắn cảm giác được một loại cảm giác khó hiểu nói không rõ, nghĩ ra tiếng, một giây sau cổ họng lại bị phá hư. Lượng máu không giống người bình thường, nhùm đỏ một mảng lớn màu xanh lá cây. Tứ cũng cường ngạnh làm cho ánh mắt của hắn đối diện tiểu đệ, các tiểu đệ hiện tại một bộ đề phòng nhưng ánh mắt một mực ở trên người lão đại bị thương. Ánh mắt mang theo lo lắng. Nhưng bọn họ không thể làm gì được. Tứ cũng vung tay lên, ánh mắt các tiểu đệ thay đổi, mắt trắng thành màu đen, vẻ mặt bạo ngược của bọn họ được tận tình phóng thích. Bắt đầu dết chóc giữa các đồng nghiệp. Một cổ vị chua ở trong mũi, nhưng đau đớn thật lớn che giấu khu trự bi thương, chỉ có nước mắt ào ào đang không ngừng rơi xuống. Ai nha nha, thật sự là hiếm thấy, rõ ràng là giết người không chớp mắt tội nhân, vì cái gì ngươi còn có thể vì các đồng bào của ngươi khóc đây? Lão đại nhìn nàng một cái, tứ cũng cười tươi sáng như trước, hắn có loại oán hận chiếm cứ đại não. Năng lượng trong cơ thể cũng liên tục thay đổi. Chương 7 007 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hình thể lão đại đang không ngừng biến hóa dưới quần áo. Tiếng gầm rú trong miệng truyền không ra là tình cảm bi thảm, đồng tử của hắn kịch liệt thu nhỏ lại, nước miếng đại lượng tiết ra chảy xuống bãi cỏ. Bãi cỏ bị ăn mòn, trong nháy mắt đã biến mất một mảng lớn. Lão đại bị áp chế bắt đầu vặn vẹo thân thể của hắn, vết thương trên người thành thật khôi phục. Hình thể của hắn không ngừng mở rộng, biến hóa trên thân thể mang đến chấn động thị giác cực lớn. Cái đuôi tứ giả co duỗi nhân tiện hất thi thể phía trên ra, xương cục màu trắng nhụm đẫm lên đỏ tươi, bất quá bởi vì nguyên nhân thời gian, nó trở nên có chút ảm đạm. Tứ cũng nhìn lão đại bạo loạn lắc đầu thở dài. Xương ngón tay trên tay trái dài ra, dùng sức cắm xuống phía dưới, giao tiếp cổ người phía dưới với đất đai. Máu theo cổ hắn không ngừng chảy qua. Hắn vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Nhưng là, kế tiếp chính là xương cục cuốn quanh thân thể của hắn, không ngừng nghiền ép, xương cốt gãy lì thanh âm liên tiếp không ngừng, hắn duỗi đầu miệng há to thật lớn. Khóe miệng nứt ra đến bên tai, kêu thảm thiết đồng thời tơ máu treo ở trên kẻ răng của hắn, nước miếng ăn mòn làm mất đất đai cùng có tươi. Cốt vĩ cắm vào thân thể của hắn, tiến thêm một bước giam trầm phạm vi hoạt động của hắn, cường độ vặn vẹo tiến thêm một bước gia tăng, bất quá tứ cũng vững như thái sơn. Tứ cũng ngồi sổn bên cạnh hắn, nhìn bộ dáng bi thảm của hắn. Thân thể bán dị hóa là thực phẩm bổ sung có dinh dưỡng cực lớn đối với mình. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve đầu lão đại chờ đợi sự dị hóa của hắn kết thúc. Khí tức sinh mệnh của người bị giam cầm giống như yếu bớt, tứ cũng nhíu mày, khí lực vặn vẹo giảm bớt trên diện rộng. Cô hơi lắc đầu, có chút thất vọng. Dương mắt nhìn thấy thi thể tiểu đệ cách đó không xa, nàng giơ tay nắm chặt hư không, toàn bộ thân thể tiểu đệ đều thoáng hiện đến trước mặt nàng. Tứ cũng giơ tay cầm cánh tay thi thể, dùng sức xé, không để ý ba bảy hai mươi Đem thịt đưa tới bên miệng lão đại anh ta giống như một con linh cẩu đói đến choáng váng, thịt trước mắt thúc đẩy mong muốn bổ sung thức ăn để lấp đầy bụng. Hắn mở miệng, ăn sạch thịt. Tứ cũng ánh mắt sáng lên, vì thế liền xuất hiện cảnh tượng ấm áp như cho tiểu động vật ăn. Thi thể bên người, rất nhanh bị lão đại ăn sạch sẽ, dị biến trên người hắn hoàn thành, chỉnh thể biến thành một bộ dáng thằng là người dị dạng. Sau một thời gian dài, Tứ cũng đứng lên, xương cục vung vẫy máu phía trên, nằm trên mặt đất. Chỉ có một thi thể xương trắng mang theo vết máu. Tuy bề ngoài là thằng làng người dị dạng, nhưng xương cốt trong cơ thể vẫn là hình người. Tứ cũng đứng tại chỗ, xé quần áo sạch sẽ lau miệng. Vương tay vỗ vỗ cái bụng đã phồng lên. Một trận buồn ngủ tự nhiên sinh ra, nhưng hiện tại cũng không phải lúc ngủ. Tứ cũng quấn chặt áo khoác màu xanh đậm của mình. Hiện tại gió nhẹ tự hồ biến có chút mãnh liệt, tứ giả tóc trên diện rộng ở không trung trôi nổi cổ áo cũng bị gió thổi lộn xộn lúc này mặt trời cũng đã sớm xuống núi nó phủ phục ở giữa sườn núi ánh chiều tà cuối cùng chiếu rọi sinh linh đất đai trong nháy mắt tứ cũng cảm giác được mình có chút không biết làm thế nào cô quấn chặt áo khoác quan sát ánh chiều tà cuối cùng của mặt trời phù hợp với các mục tiêu nhiệm vụ mà họ cần phải hoàn thành cô lại xoay người lần nữa lên đường tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo nơi này cỏ dài thổi không hết, gió xuân thổi lại sinh. Ở đây, con người cũng vậy, giống như cỏ dại, ngoan cường sinh tồn. Tứ cũng thấy được quá nhiều bi kịch nhân gian. Cô có chút không hiểu. Cảm xúc của con người rốt cuộc là thứ gì? Trong đầu mình, nhân loại liều chết bảo vệ cái gì? Chính mình không hiểu. Rõ ràng có thể trực tiếp bỏ mặt bọn họ, lại còn phải trả giá sinh mệnh, làm bảo vệ một ít đồ vật không biết đại giới kỳ quái, loại đồ vật này ta chưa từng cảm nhận được. Chương 008 Không gián tiếp hồi ức ngôi thứ nhất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã tràn ngập buồn tẻ và trêu đùa. Bản chất của tôi không khác nhiều so với những con gấu con của con người. Nhưng ta cùng đồng loại khác biệt lại dị thường lớn. Khi còn bé ta luôn thích khóc nhè, là một loại khóc không kiềm chế được, cho nên ta ở chỗ bọn họ cũng không thể hợp với bọn họ thậm chí là bị cô lập không quá lâu tôi cũng quen rồi quen với cảm giác một mình ở một mình một mình làm việc khi tôi còn nhỏ hình như cũng có thiện ý của nhân loại nhưng thiện ý của tôi cũng luôn bị cưỡng chế áp đảo nhớ kỹ người giám hộ của tôi cũng chính là ca ca của ta tu lý anh ấy dẫn tôi đi xem biểu diễn trên danh nghĩa miệng anh ấy là cảnh tượng nhân loại bảo vệ lẫn nhau họ chiến đấu chống lại quái vật để bảo vệ những đứa trẻ phía sau và những người thân yêu của họ ta có chút xúc động hắn cũng nhìn ra người giám hộ của tôi là một người điên cực đoan hắn ở trước mặt ta hành hạ đến chết những nhân loại kia trước mặt người liều chết chống cự giết chết người bọn họ yêu lúc ấy ta bị khiếp sợ nói không nên lời nhưng cảm giác khó hiểu trong thân thể lại không dẫn đến ta chán ghét loại hành vi này ca ca tu lý ông ta nhỏ gầy anh cười tươi đẹp, mê người. Con ngươi màu vàng ống ánh như đang tản ra ánh sáng hấp dẫn. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, nói: "Cậu xem, A à Giả, cậu không cần những tình cảm này, cậu là đứa trẻ tuyệt vời nhất của tôi, sẽ là niềm tự hào của tôi, sẽ không bị lây nhiễm bởi con người trần tục." Tu Lý nói, tôi cũng không cần loại tình cảm này, nhưng nhiệm vụ tôi làm luôn luôn tiếp xúc với nhân loại, từ sau khi trải qua sự kiện kia, tôi thường thường nhìn nhân loại biến hóa quan sát hành vi của bọn họ tôi trở nên giống như chị gái thích quan sát như nhau sau đó tôi bắt đầu trở nên tồi tệ có lẽ đổi cách nói khác bản tính của ta kỳ thật chính là như thế bất quá là bị ca ca khai phá ra từ đó về sau ta trong đấu tranh càng đánh càng hăng quan sát con người là niềm vui duy nhất của tôi trong những ngày tối tăm cuộc sống của họ ngắn ngủi nhưng họ hạnh phúc mỗi ngày ta có thể nghe được ấu tể vui cười đùa dẫn thanh âm, cũng có thể nghe được các thiếu niên ở trên đường hoang thanh cười nói, cũng có thể nghe được người trưởng thành mỏi mệt, cũng có bọn họ tụ cùng một chỗ lúc nói không nên lời cảm xúc. Và sự nhàn nhã của người già và trung niên. Cảm xúc, chiếm cứ một nơi rất lớn trong não, con người là sinh vật cảm xúc. Bọn họ thường xuyên vui vẻ, thường xuyên bi thương, thường xuyên không có việc gì làm nhưng lại bận rộn đến mức ngực dán vào lưng đói đó là những gì tôi đã quan sát trong những năm gần đây. Cũng là tương đối sâu sắc trong trí nhớ. Bất quá, nói đến chuyện khác sâu trí nhớ, chỉ sợ cũng phải nhắc tới bạc phi lợi tư thối không biết xấu hổ kia. Tôi và cô ấy đều là phụ nữ, nhưng chiều cao của cô ấy gần 2 mét, nhưng thân thể hơi gầy, tướng mạo yêu dị, quyến rũ. Hãy nhớ thời kỳ động dục của tôi. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đại não có chút mê muội thậm chí đi đường cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo. Ngày hôm đó, tôi dựa theo trí nhớ đi vào trong phòng. Nhưng lại đụng phải cô. Cô ấy có vẻ đang có một tâm trạng tốt, và khóe miệng của cô ấy cong lên nhiều hơn so với nụ cười giả dối thông thường. Cái cách cô ấy nhìn tôi. Sửng sốt một chút, hình như là kinh ngạc một phen. Nàng nhìn bộ dáng mê ly của ta. Nụ cười càng sâu. Tứ giả đại nhân của chúng ta, kỳ đồng dục tới rồi có muốn ta giúp ngươi không? Nàng cúi người xuống nhìn sắc mặt ửng hồng của ta, trong mắt dường như có một tia hưng phấn. Tôi liếc nhìn và dời đầu cô ấy đi về phía trước. Kỹ thuật đùa giỡn của anh vẫn cần được cải thiện. Nhưng, một đôi bàn tay to lớn đã đỡ lấy eo tôi. Ta nhíu mày, ngẩng đầu là nàng tới gần. Tay nàng dùng sức đè ta vào trong ngực nàng. Cô ấy vùi đầu vào xương đòn của tôi. Một giây sau, xương ngón tay của tôi xuyên qua cổ của cô ấy máu chảy giữa hai người chúng tôi nhuộm đỏ quần áo chạm vào nhau đủ đói rồi bạc phi lợi tư tôi thoát khỏi sự trói buộc của cô cốt vĩ thuận theo sau lưng xuyên thấu eo của nàng lại nhanh chóng thu hồi thanh tĩnh trong đầu bị giảm bớt tôi khống chế đuôi xương đâm vào tay ai nha người ta rõ ràng hảo tâm hỗ trợ nhưng tứ giả đại nhân xuống tay thật ác a à. bạc phi lợi tư vẫn tươi cười như trước chẳng biết tại sao cảm giác nàng thật sự rất thiếu nợ. Vết thương trên người bạc phi lợi tư không tới ba giây khôi phục như lúc ban đầu. Cô viện cổ, dựa vào tường. Cười đến muốn ăn đòn. Tứ giả đại nhân nguyện ý, ta rất vui lòng giúp đại nhân đây ta quăng một cái lạnh lùng, sau đó hướng phòng chạy đi. Bạc phi lý tư nhìn tôi đi xa, cười một tiếng rồi biến mất ở hành lang. Chương 009 9 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio còn lại hai nhiệm vụ khó khăn không phải rất lớn, tứ cũng ở trong thời gian cực ngắn cũng đã hoàn thành. Về phần nửa kia, sau khi bị cắn nuốt sẽ không có biện pháp đưa ra từ trong cơ thể người. Khi nhiệm vụ hoàn thành thì trời đã tối. Bầu trời đêm hôm đó, rất đẹp. Bầu trời đầy sao vây quanh ở bên cạnh mặt trăng, bọn họ giống như liên quan mật thiết, không thể tách trời. Cảnh tượng này là cảnh tượng tuyệt mỹ đã lâu không gặp màn đêm ảm đạm cũng giống như được chiếu sáng trong ánh trăng là mọi người ấm áp đoàn tụ cùng nhàn hạ tứ giả tứ cũng ngồi xổm trên tảng đá lớn cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao bên tai có thể nghe được cảm xúc vui vẻ của mọi người nàng lặng lặng đợi ở dưới ánh trăng quan sát cảnh sắc ban đêm phong cách bên ngoài ôn nhu nó thổi bay mặt đất thổi bay vẻ đẹp đoàn tụ của nhân loại tứ cũng lắc đầu hứng thú của nàng đối với cuộc sống dường như lại tăng thêm một chút thiết bị liên kết trên tay được thắp sáng tứ cũng giơ tay gọi điện thoại cho anh trai tu lý điện thoại rất nhanh được kết nối nghe được thanh âm có chút mệt mỏi của tu lý tứ cũng nhướng mày nhiệm vụ hoàn thành thỉnh cầu tại nhân loại thế giới chơi đùa vài ngày có thể nhưng ngươi phải bảo đảm ngươi sẽ trở về chắc chắn rồi anh trai điện thoại bị cúp tứ cũng đóng thiết bị liên kết, lặng lặng hưởng thụ thời gian tốt đẹp này. Bình tĩnh an tường, là bầu không khí chưa từng có trong phòng thí nghiệm ngầm. Một số sinh vật ghê tởm sẽ tấn công phòng vào ban đêm và lẻn vào những sinh vật đang ngủ. Bọn họ gọi đây là, sợ bọn họ đá chăn, đi vào cho bọn họ xem thuận tiện đắp chăn. Chúng là quê sơ, một sinh vật ăn những giấc mơ. Bọn họ không có phân chia giới tính, không có phân chia luân lý, vấn đề sinh sôi nảy nở, là tứ cũng tự hỏi nhưng không có giải đáp tứ cũng từ trên tảng đá đứng lên thu hồi đuôi cùng sừng trên đầu lỗ tai tóc đỏ chuyển sang màu đen mắt cũng vậy thân thể đang từ từ nhỏ đi vì thuận tiện nàng đem quần áo nhân tiện cũng nhỏ đi nàng hoàn toàn hoàn chỉnh chỉnh biến thành một nhân loại ít nhất hiện tại bề ngoài là đêm hôm nay trôi qua rất nhanh tứ cũng ngủ say trong đêm mãi cho đến khi mặt trời nhô lên cao nàng mới loáng thoáng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trong lòng nàng ông một con búp bê hình lông cốt, sau khi giãn thân thể, nàng nhấc chân đi tới chỗ ở của nhân loại. Sáng sớm gió hơi mạnh. Các bụi đều bị gió thổi lên, lướt qua thân thể tứ giả. Các bụi có chút mê hoặc, cũng có chút không mở mắt ra được. Tứ cũng giơ tay che chắn, ánh sáng từ khe hở trong tay chiếu lên mắt. Cô vẫn đi về phía trước, quần áo bị gió thổi lẫm liệt trung động cô đưa tay phủi bụi trên con búp bê dần dần cô thấy được một vệt màu đen trong ánh mặt trời nơi đó có tiếng người ồn ào là lúc mọi người ra ngoài săn bắn bình thường loại người sinh hoạt giả ngoại này đều là bị trong thành đuổi ra nguyên nhân cụ thể tứ cũng không rõ ràng lắm tứ cũng đang dần dần tới gần nơi sinh tồn của mọi người bọn họ bắt đầu đề phòng sau khi tứ cũng tới gần có người tiến lên xác nhận tứ cũng bị bọn họ kéo vào trong thành bắt đầu tiếp xúc với bọn họ về phần tại sao bọn họ lại tin tưởng một đứa trẻ trói gà không chặt, bởi vì nơi bọn họ bị lưu đầy cách nơi này rất gần, thậm chí vài tuần không nhìn thấy quái vật. Tất cả lại trở về trật tự, cuộc sống quy luật bắt đầu. Tứ cũng bị người mang theo ở trong một gian phòng nhỏ. Đồ dùng trong nhà toàn diện, cũng không có thiếu sót. Tứ cũng bắt đầu giai đoạn đầu tiên ở chung với mọi người. Cô không biết biểu đạt như thế nào, cả người là một bộ mặt tê liệt cũng chỉ biết chất phát gật đầu cùng lắc đầu. Chỉ có con búp bê trong tay được ông thật chặt. Mười ngày, Tứ cũng bắt đầu tiếp xúc với hài tử, bọn nhỏ thường thường lôi kéo tay nàng mang theo nàng đi xem bí mật của bọn họ. Người trong thành cũng chậm rãi tiếp xúc với nàng. Lúc này bọn họ mới phát hiện. Họ không sử dụng các công cụ mà họ sử dụng. Bọn họ có chút khổ não, nhìn một con tướng nho nhỏ, lâm vào trầm tư bọn họ sẽ mang theo tứ cũng như thế nào ở nơi này sinh tồn sửa lại thói quen không tốt của nàng dạy cô ấy cách sử dụng đồ ăn cách cư xử với mọi người trong một tháng sau đó tứ cũng từ trên người nhân loại hiểu được một ít thứ cô bắt đầu bắt chước hành vi của con người và dần dần hiểu thẳng đến tháng thứ ba nàng học có khuôn có dạng biết nhân loại ngụy trang cùng nhân loại cơ bản cử chỉ mỗi ngày học tập để cho nàng tiến thêm một bước quan sát nhân loại. Chương 010 Thứ 10 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Năm đầu tiên Tứ cũng hoàn toàn quen biết và quen thuộc với người trong thành. Hôm nay nàng như thường lệ ra ngoài, đối với người gặp mặt nhất nhất cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Lý Thúc. Chào buổi sáng, An An. Dọc theo đường đi, hài hòa an tường, mọi người đứng ở đại lộ nói chuyện phím, thời tiết hôm nay vừa vặn, thích hợp ra ngoài tản bộ. Cô vẫn như thường ngày, ông búp bê trong lòng, tìm đồng bọn chơi đùa. Đối với cô mà nói, tâm tình suy bại của trẻ con sẽ nhẹ hơn người lớn một chút. Suy nghĩ của trẻ con phong phú, cô có thể hiểu rõ hơn. Cô đứng ở cửa một gia đình, kiển mũi chân vương tay nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng. Cửa được mở ra là một bà cụ hiền lành, tóc hoa râm, mang theo một con mắt hơi híp mắt nàng nhìn tứ cũng kinh ngạc một chút sau đó cúi người xuống ôn nhu nói an an tới tìm tiểu a tử sao chờ một lát bà nội đi gọi nàng dạ bà nội tứ cũng đáp một tiếng bà nội vào nhà gọi a tử xuống lầu trên mặt a tử mang theo nụ cười thoạt nhìn rất vui vẻ vừa ứng phó với lời dặn dò của bà cụ vừa chạy ra ngoài nhân tiện đóng cửa lại bà cụ thấy vậy chỉ cười lắc đầu trong miệng lầm bầm đứa nhỏ này xem ra buổi tối phải làm nhiều cơm một chút cùng a tử hội hợp lại đi tìm đồng bọn khác một đám tiểu hài tử tay trong tay đi đến căn cứ bí mật của bọn họ đáng tiếc thời gian cũng còn đang bôn ba qua lại trong nháy mắt thời gian đã đến hoàng hôn mấy đứa nhỏ lại lần nữa tay trong tay về tới nhà của mình thời gian sống ở đây trôi qua rất chậm tứ cũng ở đây vui vẻ quan sát nhân loại đem cảm giác quan sát của mình viết lên thiết bị liên kết. Sau đó lại đem thiết bị liên kết một lần nữa ẩn nấp, quan sát và hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Năm thứ năm, tứ cũng quan sát người bên cạnh sinh trưởng cũng đối với thân thể làm ra thay đổi tương đối. Kích thước cơ thể hiện tại được tính là 16 ở người. Kế sách vạn toàn nàng lộ ra năng lực của mình, khống vật. Tứ cũng gia nhập đoàn huấn luyện của các thiếu niên, bởi vì dung mạo biến hóa, thiếu niên hiện tại nhìn tứ cũng sẽ xuất thần nhưng lại bị huấn luyện viên đánh thức, bị phạt. Thời gian ở trong quy luật luôn trôi qua rất nhanh, thời gian trong nháy mắt lại qua ba năm, tứ cũng đã trở thành một nhóm người trưởng thành trong nhân loại. Năng lực cũng là đội ngũ hạng nhất. Hiện tại tứ cũng đi theo người ra ngoài săn bắn. Bắt đầu xử lý công việc cho mọi người, chia nguyên liệu cho mọi người. Bề ngoài của nàng càng ngày càng giống một người, bất quá cái vỏ này chung quy vẫn là vỏ, nàng thủy chung là một con thú. Tối hôm đó cô ghi lại trên thiết bị đầu cuối. Ngày 8 tháng 7, tôi bắt đầu bắt tay vào xử lý chuyện của con người, chuyện của con người sau khi chết, chuyện chia nguyên liệu nấu ăn, bảo vệ an toàn cho mọi người, những chuyện này có chút nhàm chán, nhưng đối với người quan sát thì vừa vặn. Họ cảm ơn tôi, dùng kính ngữ với tôi. Đối với ta tràn ngập tôn kính, hướng tới. Nhưng tôi không có cảm giác gì về điều đó, họ là đối tượng quan sát của tôi nói một cách tương đối đó là điều tôi nên làm với các đối tượng quan sát tôi đã học được rất nhiều từ họ mà anh trai tôi đã không dạy tôi ta cảm thấy rất thú vị những ngày sau này ta cảm thấy ta sẽ quan sát ra nhiều hơn cuộc sống yên bình trôi qua thật lâu tứ cũng cảm thấy có chút nhàm chán cô thật lâu không hiểu được thứ gì mới cô nghe nói từ những người lớn tuổi con người sẽ hoạn nạn thấy chân tình nàng không hiểu chân tình là cái gì hai năm sau khi cô ra ngoài làm việc cười đùa với đại bộ đội về nhà nhìn thấy một thành phố đầy lửa đại bộ đội người sửng sốt không thể tin đến cuối cùng sụp đổ chạy vào trong thành tứ cũng xuất hiện trong thành trong thành còn sống sót một số người bọn họ ở trong phế tích kéo dài hơi tàn nàng nhìn thấy một lão nhân ngồi ở góc tường trong lòng ông chính là tàn tạ hài đồng thi thể nàng tiến lên đi qua từng trận biển lửa. Gặp ông già. Là xúc cảm cứng nhắc, cô có chút ngây người. Đồng tử cứng nhắc nhìn biển lửa bên cạnh, biển lửa hừng hực thiêu đốt, thiêu đốt ý thức còn sót lại của mọi người. Nàng nghe được từng trận trên rỉ, người trong đại bộ đội phát ra tiếng khóc chói tai. Bọn họ ông thi thể thân nhân khóc không thành tiếng, ngoài thành là vui sướng chia sẻ chiến quả, trong thành là tiếng trên rỉ thiêu đốt.